đêm Sài Gòn mà sắp cuốn không? Màng nó bụi lắm. Bên chị với cái màng nó cái giải của bên em đó, cái giải đó. Nhưng mà màng cái này dòm thấy nó sạch, nó sạch sẽ hơn, nó tiện hơn. Tại vì đúng ra thì bên này anh đâu cũng may vải mà em nói anh đâu thôi. Em tụi em thấy giải là em sợ lắm, mình tại ngày nào cũng vô làm sáng sớm.